Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại em 0348308843. Rồi, danh sách món hàng cập nhật đã còn hay là hết. Em ở dưới cái tiêu đề của video, mọi người bấm vô để xem ha. Rồi, hôm nay là cái video 97. Em giới thiệu mấy cái món đồ sau đây nha mọi người. Đầu tiên là cây hước kẹp của Nhật. Đây hước kẹp Tokyo Canon. Đây còn rất là ok mọi người. Đây bây giờ ha. Còn rất là chính xác. Kẹp 150 ly ha. Rồi cái hước kẹp này có mã, hước kẹp của Nhật có mã là 9701 nha. Giá bán là 450.000. Rồi, số 2 là cây cây cưa ARS của Nhật. Cưa cành ARS. Cưa cành cho bonsai ha. ARS nè. Cái thương hiệu nó khắc chìm logo luôn. Rồi đây là kích thước cây này là 180 cm á. Đây. À 180 mm. Là 18 cm. Lưỡi còn rất là bén nha mọi người. Cái này gần như nó xài một hai lần thôi. Còn khá bén. Đây, cây cưa cành ARS có mã là 9702 ha. Giá bán 300.000. Rồi tiếp theo một cây hước Livo. Con Livo của Nhật. Mà đây nó ba cái tem rồi. Đây nó làm rất là đẹp. Cao su chống sốc ha. Đây là thân bằng nhôm nè. Đặc biệt có 500 rất là mạnh. Đây là 500. 500 này rất là mạnh, tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất mạnh luôn rồi. Đây mình cân thì được hai hướng ha. Đây. Đứng hoặc là hướng ngang nè. Rất là nhỏ gọn. Kích thước rất là nhỏ gọn. 10 cm thôi. Khoảng 2/1 ha. Rồi đây là cây hước Livo của mã là 9703 nha, giá 200.000. Tiếp theo về một cái bình nước. Bình nước của Nhật ha. Nó còn nguyên bao luôn, nó chưa sử dụng mọi người. Này. Cái này chưa sử dụng mọi người. Nắp này ở đây mình sẽ nới nhẹ ra thì nó có hai mũi tên nè. Là cái chỗ để mình chế nước ra, rót nước theo cái mũi tên đó đó. Nó sẽ chảy ra nơi đó. Nắp này thì mình nó hai tầng. Mở trên này hoặc là mở luôn cái nắp bên ngoài cũng được. Đây. Bên trong nè. Nước còn rất là đẹp mà có bao để treo nữa. Rồi cái bình này dung tích nó khoảng 350 ml ha, khoảng đó ha, 350-400 ml. Đây bình nước cái mã là 9704 ha, giá là 250.000.
Tiếp thêm về một cái van hơi cho anh em xài đồ hơi nha, máy bơm hơi hoặc là khí nén. Này cái vỏ nó bằng sắt ha. Ở đây cái van này nó chưa sử dụng mà, đây còn mới chưa sử dụng nè, dây điện bấm chuốt ra còn mới nè, chưa sử dụng. Đây cái van này của Nhật, Nhật sản xuất. Nó sẽ có áp là từ đây Nhật sản xuất nè. Áp từ 0.2 đến 0.9 A, xài điện 100V nha, là mình xài cho cái motor bơm 100V đó. Mình muốn vô cái bình chứa là nó 0.9, là nó khi đầy tới 0.9 A là 9 kg nó sẽ ngắt. Rồi khi tuột xuống 0.2 là 2 kg nó sẽ chạy lên tiếp ha, nó sẽ khởi động cái motor. Đó, nó là cái van Glare. Van hơi. Đây là chưa sử dụng rồi nè, chút dây ra nè. Van này chưa có vô ren luôn, ren còn mới chưa có vặn vô. Rồi rất là nặng ha, nó rất chắc chắn. Cái này bằng sắt, dưới này bằng nhôm. Trên này có cái nắp vặn van. Có thể là điều chỉnh gì đó, chỉnh lưu lượng ha. Rồi cái van van hơi này em bán là 400 ngàn, cái mã là 9705. Rồi tiếp theo là hai món này nha mọi người. Này hai món, một cái bơm xe đạp ha. Cái hàng này thì thương hiệu là Bito, của nó sản xuất Đài Loan nè, xuất Nhật. Này là kèm theo trong trên mấy cái xe đạp á. Bên bánh xe đạp một cái kìm chuốt mini nhỏ xíu, kìm chuốt cáp ha. Đây chuốt dây điện gì đó, chuốt dây cáp dây điện á, cộng to to nè, cái này nè đó, cái này trở lên ha. Rồi bán hai món luôn mọi người, bán chung luôn nha, chỉ có 200 ngàn thôi, mã là 9706. Rồi tiếp theo hai món nữa là cái cây đập thịt bằng nhôm đúc ha của Nhật, với một cái cây liếc dao của Nhật luôn, cán gỗ nè, liếc dao bằng sứ, đặc biệt cái này là nó bằng sứ nha, nó rất là nhuyễn mịn á, để mình liếc liếc sơ con dao để mình sử dụng á, bằng sứ nha mọi người. Rồi hai món này có mã là 9707 nha, giá 300 ngàn. Bán chung luôn nha, không bán lẻ ra luôn. Kích thước đó là 20 mọi người. Cây liếc dao là 23 cm. Rồi tiếp theo là một cái viên đá mài của Nhật. Đây viên đá mài dao của Nhật ha, còn nguyên bao luôn mài dao nè. Đây kích thước nó đây 115 x 38 x 16 mm, 115 có nghĩa là 11,5 cm. Đây đó. Đây thương hiệu của nó nè, Camet. Này giống như là cái thương hiệu này của Mỹ ha, mà sản xuất của Nhật. Logo nó là con đà điểu kim tự tháp. Ở đây nó chà vài lần nè, không có ảnh hưởng gì luôn, như như là chưa xài. Mọi người chắc nó có xài một lần ha, đó mặt này là mới tinh phẳng lì nha, không có gì hết, nhưng đá mài rất là đẹp. Rồi viên đá mài này có mã là 9708 nha, giá 350 nha. Tiếp theo một cái kìm bấm mở phe,
Một phe của Mỹ vô ta nè. Mở phe được phe trong, phe ngoài luôn nha mọi người. Đặc biệt là nó mở hai phe luôn nha. Đây. Apro nè. Mở được cả phe trong và phe ngoài. Đây là phần mở phe phe trong nè mọi người. Còn khi mà muốn mở phe ngoài mình đảo này lại. Mở này ra. Đảo lại nha. Hai cái lưỡi này nó lên đây. Đây. Cho lên trên ha. Nó sẽ như vậy nha mọi người. À không. Mình chỉnh lại, nó sẽ nằm như vậy. Đây nó sẽ nằm như vậy ha. Đó. Đây là mở phe ngoài ha. Phe ngoài. Đó, như vậy phe ngoài, còn như vậy là phe trong nè. Phe ngoài phe trong ha. Nó hai tính năng trong một cái này á. À, mình đảo lên rồi mình gắn trở lại ha, gắn cái này vô. Rất là dễ dàng. Ok. Đó, nó như vậy mọi người. Kích thước nhỏ gọn luôn ha. Kích thước nó là có 16 cm thôi. Đây cái đầu còn rất ok. Hàng Mỹ mọi người. Đây là hàng Jordan. Rồi cái kìm phe này có mã 9709 ha, giá 250.000. Rồi cuối cùng có một cái cờ lê đa năng của Tenlay nè. Tenlay này nó mở ốc ha. Cây này mở ốc. Đây mở nhỏ nhất là khoảng 1 phân mọi người. 10 ly. Cho đến khoảng 15, 16 ly ha. Cái 17 quá. À, ốc này là cỡ 16 ly ha mọi người. Từ 10 đến 16 mm. Ở đây nó có để thông số nào mà nó bị bay em mất rồi. Ở đây là có 8 mm luôn nè. 8 mm đến mấy á. Đấy, nó bị bay rồi. Chính hãng Thanlet ha. Rồi cây này rất nhỏ gọn luôn, 20 cm ha. Đây cây cờ lê này có mã 9710 ha, giá 200.000. Rồi em kết thúc cái video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.